Dạ chú Minh ơi, dạ. À, con nghe nói chú Minh mình có vợ trẻ đó, là mình có cái lợi là cái lợi sao chú Minh? Cái lợi mình làm được ăn hai chén. Lần đầu tiên đó chú Minh. Lần đầu tiên rồi, quý vị luôn. Lần đầu tiên chú Minh gặp bà vợ trẻ rồi, chú Minh thấy sao? Thấy cũng tự nhiên. Mà bà vợ trẻ là ngon hơn mấy cái người lớn tuổi hay sao? À, ngon hơn mấy người lớn tuổi. Ngon hơn cái tình tuổi mình mà lúc mà có vợ cũng vậy nó. Em mà chú Minh nè, một ngày gì đó là mới về đó là chú Minh ăn mấy chén cái đêm đó đấy. Cái đêm đó là ít nhất là cũng kỳ giá hai chén. Mà sao? Dễ gì, sức khỏe của tôi mà dễ gì mệt nói. Còn bây giờ là theo bây giờ là chú bây giờ cũng đều là một chén là hết lắm luôn. Ừ. Mỗi tuần là bình sao? Không, mỗi tuần mỗi ngày luôn chị. Tự nhiên mà chị chú Minh. Ờ chú Minh không mấy mà chú Minh nói ghê vậy. Tôi tình thiệt, tôi nói thiệt luôn cho người chị ta nói không con. Ngược khỏe không sao cơ? Mạnh á. À, còn người ta nói bình luận, người ta nói á, ngoài đời này người ta nói tôi đó, ông lụm vậy là cũng là một chén là ông hay tôi mỗi ngày. Còn tôi đó, tôi chưa chắc gì được anh, khi một tuần lễ, khi hai đúng tháng. Rồi, đúng rồi. Tôi nói cái đó là thằng anh. Chứng minh lần đầu tiên mà chúng mình có một người vợ trẻ đó, theo mà chúng mình, theo mà bữa đầu tiên luôn. Đầu là, tiên. Là chúng mình ăn em ăn mấy chén. Đầu tiên ăn hai chén, tự nhiên. Có ngán rồi chúng mình. Dễ gì. Ăn hoài giết nó quen, nó quen rồi từ đó có rồi là mỗi ngày là mỗi chén. À, tình thiệt tôi nói thiệt luôn, vì cái sức khỏe tôi nó được gì anh phúc vợ con tôi lắm rồi đó. Chứ nói đón ra là mỗi ngày mỗi chén được thì dễ kiếm có, không có đâu. Bởi vì cách đầu tiên của mình là giết về với bà vợ trẻ là bà còn săn bà vợ trẻ dữ lắm rồi. À, săn lắm, vì cái nghề lao động mình mà, nghề xe lôi đạp mà, chứ phải nghề xe gắn máy đâu. Phải nghề xe gắn máy là cái tất tôi chưa biết sao à. Vì vậy, cái thay đổi chương trình con người sống đó, mình mới hiểu là con người lao động của mình. Mới là như vậy là người ta, tôi nói thẳng luôn á, tôi nói thẳng người ta luôn, người ta nói thiệt chơi. Cái mấy thằng bạn tôi ở ngang cửa nè, nó thiệt luôn. Thấy ổng mạnh không? Thấy sức khỏe ổng sao? Khỏe không? Nói công nhận anh vậy là hay lắm rồi. Bữa, theo mà có khi nào bữa nào mình ăn, có khi nào mình bỏ bữa không chứ mình? Dễ vậy. Chén mà được vậy là mạnh lắm đâu rồi, mà công nhận ăn hoài cũng hay á. Có thở ổn lẫn không? Không, thì sức khỏe thì còn hoài. Có khi nào gái thấy ổng thở không? Khỏe ổng mệt không? Không luôn hả? Ờ. Ghê chè. Trời ơi, tôi cái nào tôi nói có là có là nói à. Chú Minh, nếu mà chú Minh có vợ trẻ đó thì là mình phải ăn cơm mỗi ngày, nếu mình không ăn á thì bà vợ trẻ có khi nào bỏ bỏ mình đi không? Không. Đã mình mỗi ngày mỗi ăn một chén được vậy là con vợ mình nó quá mừng, sao mà nó bỏ đi được. Vậy là nó thấy mình hạnh phúc với nó rồi. Còn mình không ăn bỏ mình không? Mình không ăn á thì con vợ của mình nó còn đón mình được. Nó nói gì chắc anh mệt lắm rồi. Chứ phải anh còn mua mấy mỗi bữa rồi, bây giờ mỗi bữa là anh ăn hết trơn. Vậy là anh quá trời phải ba mạnh tôi không? Mạnh anh ghê. Anh chữ dằn không? Chú Minh, chú Minh chơi thể chia sẻ mà vì sao mà mình có một cái bí quyết mà có vợ trẻ mà với lại mình ăn cơm. Năm nay mình 63 tuổi, 63 rồi. 63, mà anh nói về cái sức khỏe mà như đó ngoài đời người ta nói thẳng tôi luôn nè. Ta nói sao không ăn ông vậy mà tôi còn trẻ hơn ông. Sức khỏe tôi ông nói ra mà tôi chưa tin. Và tôi hỏi lại những mấy người mà tôi mua đồ đó. Rồi người ta nói tôi, ảnh nói là ảnh có. Vì là những người tôi nghe người ta đó là anh nói thật tình tôi tin thiệt, mà để tôi hỏi người ta kế anh đó, người ta nói tin thiệt có thiệt luôn. Vì là quá trời khỏe rồi, khỏe hơn tôi. Tôi vậy còn trẻ anh mà tôi còn chưa được khỏe. Chính là có người ở nhà đó mà chưa được khỏe đó. Rồi sao, chưa được khỏe bằng anh. Còn tôi là kiếm. Chú Minh, sức khỏe của chú Minh là dữ lắm hả? Dữ lắm không? Cơ thể chú Minh kể cho con nghe như thế. Cơ thể tôi đó là tôi đoán là cũng như mà con người tôi lao động và làm như sức khỏe tôi nó còn bình lưỡng luôn. Hôm nay là chú sáu mấy? 63 luôn. Mà tôi tình thiệt luôn, tôi nó còn 63 mà khỏe gì tôi quá mừng. Mà mỗi ngày mỗi có luôn. Sức khỏe còn đầy đủ, ăn chén đều đều hoài. Tôi nói chú Minh có một cái người vợ trẻ lắm. Dạ có. Thì, chú Minh có thể kể cho con nghe là cái như thế nào mà chú Minh để quen được một cái cô vợ trẻ và có vợ trẻ chú Minh? Thì cái chuyện thật cái đó thì mình nhìn chỗ đó đó. Rồi
anh được, con vợ cũng trẻ lắm, tôi cũng rất là mừng, thành ra mới chung sống nhau vợ chồng. Cái lúc mà chú Minh mới có vợ trẻ như thế nào, chú Minh kể cho tôi. Thì có vợ trẻ thì mình cũng có là cái duyên nợ đó, thì mình cũng được mừng đặng có ngũ quỷ vợ chồng, đặng mà chung sống nhau, mình thương nhau, bạn nhau. Chứ nào giờ mình chưa có được rồi là mình cũng là có cái những mà vợ như vậy đó, là cũng là chung thủy với nhau vợ chồng. Cái cách đầu mà sao chú Minh mà gặp được người vợ trẻ chú Minh? Thì cái đó cũng là thấy người ta mới nghĩ cho mình vậy, người ta mới là người ta mặn mai cho mình. Chứ lúc đó là chưa có ai dám mặn mai cho mình hết trơn á. Thật ra người ta xem xét lại người ta mới dám mặn mai ra được vợ trẻ vậy, là tôi cũng chấp nhận mà mình không biết được hay không. Thành ra cái số duyên nợ người ta cũng nói thẳng cho mình, rồi người ta nói trong gia đình đó là người ta mới được cấu kết cho mình, mới được vợ trẻ. Chứ khi nào mình sao chưa ước mong vợ trẻ nữa, mình cái từng tuổi của mình mà dễ gì có được vợ trẻ, mà sao mà cái số phần phước mình được vậy là cũng may mắn lắm mới được vợ trẻ vậy. Chứ khó hiếm. Cái đó là người ta mặn may cho chúng mình hả? Ta mặn may á, chứ tôi mà đi kiếm dễ kiếm được. Kiếm được rồi trên đời tôi không biết sao mà có được nè. Cái tuổi đó là dễ gì, hiếm lắm. Thành ra được vậy á, tôi mới suy nghĩ lại cho bản thân tôi, thôi bây giờ mình được con vợ trẻ vậy á, mình cũng dán là sống ngủ nghỉ cho vợ chồng mình hạnh phúc suốt cuộc đời tới bây giờ. Rồi, chú Minh mà gặp người vợ trẻ lần đầu như thế nào, chú Minh kể cho con nghe coi. Thì lần đầu thì mình đâu có quen biết gì đâu, từ chỗ đó người ta mới nghĩ mình, người ta mới giúp cho mình thôi. Là mình cũng được ý kiến gì đó, người ta mới nghĩ cho mình được vậy, mình mà chấp nhận người ta mới hiểu mình là thật tình, mới được gì người ta mới dám giúp cho mình. Cho cái những người mà người ta thấy mình vậy người ta không dám giúp đâu, bị cái tuổi của mình nó quá già rồi, rồi người ta không nghĩ mình biết này nó có vợ không, mình chưa biết nữa, tụi nó không biết đâu. Thành ra tôi là thật tình là tôi không chưa có, anh nói chưa có, tôi giúp con nhỏ này nó trẻ, rất là trẻ luôn, tôi nói rất trẻ, biết là có thương mình không, nói biết đâu. Thì chấp nhận anh thương mà nói thật tình đó, thì ở đây tôi giúp cho anh là kể như cái chỗ của anh là có vợ trẻ liền. Nó tôi nói thôi được gì, vợ trẻ xấu gì cũng là lúc là đó là sống là vợ chồng tôi thật tình là tôi thương thật tình luôn đó, là tôi thương thật tình luôn, là vợ trẻ tôi sống nay là cũng gần 20 năm rồi. Rồi là cái đó là người ta mừng mai chứ mình, đó là người ta mừng mai. Chúng mình gặp cái người vợ đầu tiên là như thế nào? Thì có thế nào đâu, người ta mặn mai được vậy, mình cũng rất là ấm cúng, cũng là cấp, mình cấp đầu tiên vợ nói sao, vợ chú Minh nói sao? Vợ nó không dám nói trơn á, nó nói là trong gia đình đó, thôi mẹ ơi, người ta chắc tình thiệt, ta thương thiệt rồi, thôi rồi mẹ chấp nhận đi, cho ta tới thì cho nó tới, nói ra ăn thua con đó. Rồi mới có hẹn đi ăn không? Từ nào giờ tôi nghe lời cha mẹ là tôi không dám hẹn ai hết trơn luôn. Cái con hỏi á là cái cấp đầu tiên á là gặp chưa có hẹn, không có hẹn. Có dẫn đi ăn chè gì không? Có dẫn lúc đó là nửa đêm đi ăn thôi. Sao chú Minh kể cho. Thì hồi đó là tôi nói thôi giờ em trẻ quá, anh cũng già nữa, thôi giờ cái này là mình cách lưng nửa đêm rồi, bây giờ mình kiếm chỗ quán nào có bán nước uống á thì mình cứ việc uống đi, mình thỏa thẻ ha. Cái tôi mới ngồi quán nè 4-5 người ngồi, rồi cái tôi muốn vuốt đùi đó, nó thôi dạng chè đi cho là vợ tôi nó rung mình mà tôi cũng rung điện luôn nữa. Thì chú Minh vuốt đùi hả? Vuốt cái đó là cũng như là tôi thử thôi. Rồi thì giờ anh sao? Rồi cái kệ tôi nói anh vuốt hoài là làm nó nhột nhột lắm, tôi nói cài nhột thì nó mới biết được cái tình cảm, chứ không nhột sao nó biết. Trời ơi, đó mẹ. Rồi bà không dám nói cho luôn. Quá trẻ cũng như vuốt được có quá rung rồi, cổ không dám nói trơn á. Rồi tôi thấy mình nghĩ về cổ không nói, thôi mình làm quá cũng tự gái cho con cưng ghệ mình nữa đi, mình gỡ mà trẻ quá gặp chồng mình già nè, thành ra con ghệ mình nó thấy gì cũng hồi hộp nữa thôi. Thành ra tôi cũng rút một lần vậy thôi, tôi đã dám rút nhiều đó là hiểu cái tâm mình rồi đó, thành ra tôi nghĩ vậy thôi. Thì thôi em nói vậy thôi, thì bây giờ mình uống chè đi, mình ngồi cho vui vẻ nhé, rồi xong rồi đi về. Rồi lúc đó tôi đi bằng chiếc xe tầm trong nữa. Chắc đó là chú Minh vuốt đùi đó, là chú Minh đang tính là tính sở hữu một cái cô già trẻ luôn hả? Thì đó, mình tính là giao thiệp sở hữu đó đêm đó luôn. Một cái đêm đó giao hữu luôn, là mình coi thử con nhỏ này có biết ý cái tấm tình nó được như cái mồi của giao hữu mình không. Đợi nó được vậy nó im thì mình nghĩ được gì vậy, là con nhỏ này đồng ý rồi. Cho hẳn luôn. Đó. Đó, cho mà lúc đó về con nhỏ nhà bạn thì lúc đó con nhỏ cháu tôi nó kêu đi về bởi ngủ rồi, tôi mới thành ra mất cảm hứng. Chứ khỏe rồi. Mát.
cho lúc đó ông thôi là tôi vô rồi. Thì đó là mình hốt hụi luôn ha. Thì hốt hụi đó, tôi nói lúc này hốt được không mình cũng chưa biết mà ăn con nhỏ cháu lại nó chạy nó kêu cậu ơi đi về, tôi nói trời Phật ơi mày kia tao cái này thình lình là hụi tao nó đã bay luôn rồi còn con mẹ ở đâu. Cuối cùng con gà trẻ tao cũng nay nằm hai bên nằm rồi cũng suy nghĩ hoài. Tôi về nằm tính tiếp và tôi cũng nhớ vụ có vút đùi đó hoài mà tính đến nay mình hốt hụi luôn, hốt không được luôn chứ quá. Đó là thành ra tiêu. Rồi sau này sáng lại là mới kêu qua bên vợ chúng tới. Giờ bà vợ bà mới nói mà chú mình lớn tuổi mà không phải là cháu hờ. Nó nói con nhỏ này quá trẻ đi, thằng này nó quá già. Sao mà đi đâu mà chú ý hoài à. Nó cuối cùng chú ý giết mà từ từ có bốn mặt con à. Ta nói gì là chắc thằng này vợ nó rồi. Có khi nào đi làm giấy cây xanh hay kết hôn rồi người ta nói là không phải là ta nói không phải vợ đúng, ta nói không phải, ta nói là con không à. Ta nói bây giờ ông muốn dằn giấy kết hôn á, ông tình thiệt nói thiệt đi, mà lúc đó mặn rồi là con vợ trẻ tôi là mang đứa con cũng mấy tháng rồi. Mình nó muốn bằng giấy kết hôn á là chính thức như vậy đó. Nhỏ nhỏ mà đẻ dữ á chú mình. Chính thức vậy đó là tôi mang cho anh. Bây giờ anh tình thiệt nói thiệt đi, chính là mình ẵm đứa con theo đó nghe. Chứ phải ông ẵm á thì mấy ông này không cho mang đâu. Bị mình nói ra cái lời nói mà ông đâu tin tưởng. Vợ nói vợ không ai tin. Không tin. Lại vợ thẳng luôn, hai chồng lại thẳng ẵm đứa con luôn mấy tháng luôn. Nói ông anh ơi, bây giờ cái này tôi ý nghĩa là con vợ tôi sợ sao này sắp chấp trong gia đình tôi là còn anh em tuổi chung đó. Bây giờ cho tôi mặn hai tờ giấy kết hôn tặng cho vợ tôi nữa sau này cho nó vững an hơn biết không. Sợ có bà gì sợ người ta cạch kẻ mình. Nó tôi nói bây giờ mày nói thiệt đi. Vợ mà hẻ con dâu, tôi nói trời Phật ơi, vợ tôi sẽ phải dâu đâu. Tôi không biết đâu, tôi có con của bà Sáu rồi nè. Nó bây giờ tao biết mẹ con bà Sáu rồi, trong nghiệp mày nghề chạy xa lôi. Bữa nay là cũng đợt làm mấy chục năm rồi. Bây giờ mày nói tình thiệt thì tao làm cho mày khỏi tính tiền luôn, khỏi tính tiền mật đó. Tôi nói anh ơi, tôi nói thiệt chứ tôi nói chơi đâu. Nó vậy mà nói ba lần với anh mới chịu mà. Tiền ảnh, ảnh cũng như ảnh ý đoán, ảnh thử mình biết không. Con người mình thật hay giả, tôi nói trời ơi đừng tuổi này tôi đâu có nói giả dối mà anh đâu. Bởi vì tôi mới dẫn vợ tôi lại nè, đứa con mấy tháng, tình thiệt tôi nói thiệt là mới ở đầu tiên được cái con mấy tháng đó. Đi ra đường đó chú mình, có khi nào người ta nói là không phải vợ chú mình không? Không, cũng có. Như thế nào chú mình? Ta nói mà người ta không nói nghe mình. Ta xù xì không mà. Xù xì sao chú? Xù xì nữa. Ui. Như là gặp mấy người lớn lớn có khoảng bố ngoài khi gặp nhẩm em nhập gặp mấy ông già có tưởng tưởng mình xăm mấy mấy ông này mình thấy lại uống quá hoài sao mà ổng vẫn nhỏ là theo hoài à. Không biết vợ ổng, không biết vợ là ghế ổng mà mình chú ý hoài á thì người này nói người kia thì tới chừng đón lại á thì ta nghĩ đời ông ơi chắc này là vợ ổng à. Mà vợ ổng sao mà ổng được có phước như mình từng tuổi mà chưa có nữa. Ổng nghề nghiệp xa lôi mà ổng thằng mà sáng mấy mà ổng được vợ quá trẻ. Chú mình có vợ trẻ chắc chú mình cưng lắm hả chú mình? Trời ơi thì mình thề bà vợ rồi tôi nói thiệt nha, má gả con, má gả cho con đợt này con nuôi vợ con suốt đời luôn, không còn nghĩ ngoài đời nào con nhỏ nào nữa trơn nha. Đã con chấp nhận con thương rồi con lo vợ con hoài, lo chừng nào con mất thôi. Cho con không có buông ra ngoài đời kiếm nhỏ này nhỏ kia mà hai con vợ tôi một đời nó khổ phải không. Rồi bà vợ tôi mới cho tới vậy chứ dễ gì. Nó nói mày chắc ăn không, nó trời ơi lẽ con gì xa lôi nghề nghiệp không chắc ăn lẽ con thề cho nó thôi thôi mày nói vậy được rồi. Nó rồi bà vợ tôi mới nói vợ tôi rồi nó thôi mày nói vậy chịu á thì cho tôi tới. Đâu mà nghe được rồi mừng gần chết luôn ba. Mừng. Đứng trong biết á. Mà đưa anh em tôi nói chuyện bà vợ tôi á. Rồi bà nhờ ý kiến lên tiếng vợ tôi lên tiếng cái nữa là mới chịu thôi. Bây giờ ý kiến mà lên tiếng vậy thì ta cho ta tới. Đó, mới lựa ngày cho tới liền. Chứ không thôi dễ gì. Bà nhỏ này nó cho má ơi, ảnh già quá đi, ảnh lớn tuổi nữa, biết ảnh có lừa không? Đời con khổ hay sao? Thôi đã con nắm hết đứa con rồi. Bây giờ đời con cũng còn gái cũng 20 tuổi thiệt mà đời con gái rồi thôi. Giờ má nói vậy con chịu vậy mà ảnh nói thiệt. Nó nhờ ý kiến chịu. Nhỏ con có bà lên tiếng rồi mới cho tới. Chứ không thôi tôi cũng chưa hy vọng nữa. Hy vọng biết nhỏ nữa mở miệng biết cho mình tới không. Đó, thành ra mới mở miệng bà già nó cho tới con quá mừng luôn ơi. Quá mừng luôn. Tôi nói được con vợ mà trẻ nghèo nghèo gì cũng được hạnh phúc suốt đời tôi dễ kiếm có được. Theo đó bây giờ luôn tôi không dám nghe. Chú mình có vợ trẻ đó là theo mà chú Minh á đi về á rồi mà sức khỏe của chú Minh á thì nếu mà tìm em bé đó thì chú Minh như thế nào? Thì còn khỏe gu, sức của mình là khỏe như đầy đủ luôn. Bởi vì mình mới chắc lượng là con vợ mình có chung thủy gì.
chơi đúng ra mà gặp những mấy những mấy người mà từng tuổi như đó, nhưng mà nè sức khỏe chưa chắc cái bằng mình đâu, vì đời nó trải qua rồi, rồi đời này nó trải lại đời nữa là không có lợi bằng vợ tôi. Dạ, đúng rồi, nữa. Bởi tôi mới suy nghĩ hoài mới được hạnh phúc thì chứ dễ gì. Đúng rồi. Bởi vì tôi mới đón đón mấy bạn tôi nó gọi nó công nhận thằng này nó hay trời, cái tuổi của nó mà tuổi mình so đo mà thua nó. Mà sao không hay thiệt mà điều ai cũng nói luôn, nó công nhận ông này mạnh đó, mạnh là cái chuyện cái đời của người ta, còn đời của mình đi qua là biết bao nhiêu người rồi, bây giờ mình so đo lại đón lại với thằng Minh á thì mình thua nó là chỗ đó là phải. Dạ. Mọi người nói mời luôn. Đúng rồi. Thì theo đời thì ai mà không nói gì chú mình. Đúng. Mọi người mới có được tôi vậy mới được để gì chứ không có dễ gì hết á. Anh biết tôi đi hả chạy xe mà giờ một cái rồi anh biết nó chảy ướt mình luôn, ngâu dữ lắm, mạnh lắm. Đau của mình á. Nó mạnh bởi tôi, nó con người ta đâu để như tôi được vậy, ít lắm cái mấy kia đấy. Mấy ông thiệt nha, ai chứ mình tôi tin tưởng chứ mấy ông mờ ngờ đi hết mờ rồi. Mấy ông có vợ nhà mấy ông còn đi buông tha đầu này đầu kia, còn mình độ mình nó giữ luôn. Giữ rồi. Trời Phật cơ, tôi nói mà tôi còn thua. Mình giữ là không có ướt. Ủa nó mạnh lắm ông ơi. Ghê. Ông vợ cũng như là con vợ của mình vậy. Thấy thôi đó mà còn gì đó. Nó vậy là con người tôi nó quá mạnh rồi. Thôi bây giờ mình cũng gái nghe là cha mẹ để luôn đi. Mới được con vợ gì trong thôi được dễ gì. Chịu nổi. Bởi vì từng tuổi tôi mới còn mạnh gì nè. Chứ 83 tuổi dễ gì anh chạy được đường xa nữa. Cái nghề xa lôi này không có chạy được đâu. Hết rồi. Giữ ha. Cho rằng có đời của tôi được ngày nào hay ngày đấy. Mà cái số của mình nó cũng gặp đời vợ này, nó cũng qua cái thời của mình là 20 năm nay á, là khách nó có đi nữa, nó qua thời buổi rồi, đổi về hết trơn rồi. Chú Minh mà có vợ trẻ đó, ra đường người ta khen là này có vợ trẻ này kia rồi. Đúng, đi đâu ai cũng khen cho. Khen cho chú Minh. Khen ta nói công nhận vợ người ta chung thủy thấy ghê. Còn mình cho đo với ảnh á, mình có đầy đủ ăn mà con chồng của mình chưa chắc thì được xa lo gì. Người ta nói thẳng luôn, ta nói thẳng vợ, ta chồng ta nói ngay mặt luôn. Đường chạy ngang này, ta gặp ta hỏi bị cái tiếng đường cái giờ lúc nào mình đi mà ngang, lúc nào mình đi chở vợ con đi đó. Rồi điều vợ chồng ta thấy mặt mình ta nói luôn. Ta nói thì mình không có trả lời được. Ta nói cho ta biết, ta hiểu cái sự đời sống á, ông vợ thấy không? Cái cảnh người ta vậy á, mà cái nghề ta đạp xe lôi mà ta còn chung thủy. Còn ông nó có mà ngang, mà ông chưa được chung thủy tôi nữa. Mà tôi nói cho ông nghe vậy thôi. Chứ nói ra nữa là sao ông á, nói trách móc tôi này kia nọ. Tôi chỉ biểu ông cái ông gây tôi mất công có chuyện. Vậy tôi mới nắm được, tôi mới biết. Chứ trên đời khó kiếm lắm, kiếm không ra. Khó kiếm hay chưa? Tôi hiểu, nghĩ tôi hoài, tôi suy nghĩ. Theo bây giờ là có một cô vợ trẻ này nè, thì những cái người khác mà lại đổi như vợ trẻ này chú Minh đổi không? Cái đó tôi cũng nói là chấp nhận ở trong lương tâm tôi thôi. Vì cái sự nghiệp của mình á, mình có hỏi chú Minh đổi không? Đổi là tôi cũng đổi là cho vợ mình hạnh phúc. Mà chắc vợ mình không chịu. Con hỏi nè, chú Minh á là nếu mà có người khác lại đổi cô vợ trẻ này nè. Đổi mà chắc tôi không đổi đâu. Bị mình thấy đổi đi, biết vợ mình có chịu không? Thật mình ở sống chung thủy vợ mình đi, nghèo cho nghèo, chắc thành thơm cho thành ra chung thủy vợ mình cho hạnh phúc hơn. Và từ chỗ đó ngoài đời ta đó ngón là biết hiểu được là vợ chồng này hạnh phúc thì người ta mới suy nghĩ. Mình có kiếm tìm mà mình tìm được thằng này á thì cái tánh đó thì mình tặng không có được. Bị người ta quen cái thói của người ta rồi, bây giờ mình sửa lại quen tập cái tánh của anh Minh nữa thì có tập. Bị mình trải qua cái luồng đó rồi, mình đập lại cái sau này mình ngủ mà đập kìa. Rồi người ta đi dọc đường á, chú Minh đi chợ nè, thì người ta nói chú Minh đi với vợ hay như thế nào chú Minh kể cho con nghe. Đi là cái đó người ta nói, người ta nghe thôi chứ mình đâu nghe. Người ta nói sao chú Minh? Ta nói là mình không hiểu được, cũng như mình đón vậy đó. Ta nói công nhận thằng này nó hay. Ít người ta nói cho mình nghe lắm. Ta nói sao chú Minh? Ta nói là cũng như đi chợ như trong cái hoàng chợ đó, thì ta nói người này người kia, cũng như người quen, ta nói kìa, thấy không? Cái thằng đó nó già thiệt mà thấy nó đi chợ vợ nó chung thủy ghê không? Còn mình, còn mình đi chợ á, ít có khi nào gặp chồng mình đi mình. Bởi người ta mới hạnh phúc mà con vợ trẻ người ta hạnh phúc ghê hồn không? Bà này đó bà kia thôi, là ta nói trong những người ta biết. Khi nào ta nói hai cha con này kia thôi, hai ông cháu không? Khi những người kia ta nói á, thì cái bà kia trả lời là cũng như sớm vậy đó ha. Ta gặp nó trời ơi, bà nói sao á, ông nội này á, thì ông già của nhỏ này đâu mà ông già gì mà vẫn vợ trẻ trời. Cô không biết cho tôi đi chợ hoài, tôi thấy thường thường anh chở con nhỏ này đi hoài, nhỏ trẻ nè. Vợ của ổng á, dễ bạn mà đâu phải dễ là con, không phải dễ là cháu nữa.
chứ vợ chồng ta già gì mà ta vợ ta trẻ gì mà ta xung tiến ta đi gì không thấy ham không? Còn như mình nè, gặp đón chồng quá, có khi nào đi được mình đâu, dễ vậy đi. Yeah. Người này nói người kia thì mình ý đón vậy chắc ăn là phải rồi, đi yeah. gian vậy luôn. Con ở nhà con làm gì phụ với cha con? Con nấu cơm với gì? Dạ, gì nó chịu nói đó. Rồi, thường thường á, con có làm gì phụ với cha con không? Vậy nó biết gì đó. Rồi con thấy ổng sao? Lần đầu tiên gặp ổng là dễ thương nha. Lần đầu tiên gặp ổng mà là ổng hiền hay sao chứ? Thấy ổng hiền không? Hiền mà ổng nói chuyện ngọt không á. Rồi chắc nó gặp rồi thấy ổng nói chuyện ngọt rồi xong rồi cái là thấy thương ổng luôn. Cô gái thấy á, ông lão này nè, ông lớn tuổi mà ông nói chuyện ngọt lắm hay sao? Mà dễ thương không? Rồi cách đó thì sao? Là thương ông luôn hả? Gặp thương luôn nha. Điền vậy đó. Mà chú Bình chắc thương gái gì lắm nha. Trời ơi, thương lắm, thấy nó khờ. Chú này có bà vợ trẻ tuổi dữ lắm không chú? Trẻ khô luôn. Mà vợ gì mà được tuổi như chú này hả con? Dạ. Cô ngồi hồi xích xuống cho con hỏi tí. Dạ, báo biết coi. Chú cũng dễ thương như nè. Rồi. Có bà vợ trẻ quá chú. Được. Chú thấy làm sao? Có bà vợ trẻ là phước hay là có phước hay sao? Có phước. Đó. Đây, mà cô thấy mà có bà vợ trẻ là hay lắm. Cái đó có mai mối. Hết trời khó lắm rồi, mai mối. Mà công nhận mà ổng có vợ trẻ hay cô? Cô sợ cô là thấy là trên thế gian gì đầu tiên hay sao? Có bà vợ trẻ. Đúng rồi. Sao thấy rồi? Có chú tìm thấy hả cô? Vậy là chú mình có cô rồi khen rồi. Đi bao nhiêu người ta có người ta khen á, ta nói trong tâm của ta không đấy. Trẻ đẹp trái nữa cô. Đẹp không cô? Cảm ơn cô đã chia sẻ nhé. Chú Minh, dạ. Theo chú Minh mà vợ trẻ về đó là mình vợ trẻ mình lớn tuổi mà mình có vợ trẻ là mình lời là lời được cái gì chú Minh? Chợ ra dọn cơm mày ăn được chừng hai chén là ngon lắm rồi đó. Ông ý còn hỏi lần đầu tiên á chứ không về á, kiểu như mà mình lúc trước em bé đó mình dọn cơm cho là bữa đó mình ăn mấy chén? Ăn được hai chén. Hoài vậy là bao lâu chú Minh? Bao lâu gì, từng tuổi này là ăn được hai chén là cũng như là có sức khỏe lắm rồi đó. Ôi ơi. Chứ mà thường thường mà khi con vợ tôi nói ăn hai chén thì sức khỏe anh còn yếu lắm, anh phải ăn cố gắng nhiều luôn. Chứ nó ăn nhiều cũng được em ơi, ăn nhiều nó no. Lần đầu tiên chú Minh gặp bà vợ trẻ rồi chú Minh thấy sao? Thấy cũng tự nhiên. Còn bà vợ trẻ là ngon hơn mấy cái người lớn tuổi hay sao? Ngon hơn mấy người lớn tuổi, ngon hơn cái tình tuổi mình mà lúc mà có vợ cũng vậy nó. Em mà chú Minh nè, một ngày gì đó là mới về đó là chú Minh ăn mấy chén cái đêm đó đấy? Cái đêm đó là ít nhất là cũng kỳ giá hai chén. Quả sao? Dễ vậy, sức khỏe của tôi mà dễ gì mệt nổi. Còn bây giờ là theo bây giờ là chú bây giờ cũng đều là một chén là hết lắm luôn. Mỗi tuần là bình không, mỗi tuần mỗi ngày luôn chị. Tự nhiên mà chị chú Minh chú Minh thăm mấy mà chú Minh nói ghê vậy? Tôi tình thiệt, tôi nói thiệt luôn cho người chị ta nói không cô người khỏe không sao cô? Mạnh đó. Còn người ta nói bình luận, người ta nói đó, ngoài đời này người ta nói tôi đó, ông lụm vậy là cũng là một chén là ông hay tôi mỗi ngày. Còn tôi đó, tôi chưa chắc gì được anh, khi một tuần lễ, khi hai tháng. Tôi nói cái đó là thằng anh. Chú Minh lần đầu tiên mà chú Minh có một người vợ trẻ đó, theo mà chú Minh, theo mà bữa đầu tiên luôn. Đầu tiên là chú Minh ăn mấy chén. Đầu tiên là ăn hai chén, tự nhiên. Có ngán rồi chú Minh. Dễ gì, ăn hoài giết nó quen. Nó quen rồi, từ đó có rồi là mỗi ngày là mỗi chén. Tình thiệt tôi nói thiệt luôn, vì cái sức khỏe tôi nó được thì anh phúc vợ con lắm rồi đó. Chứ nói đón ra là mỗi ngày mỗi chén được thì cũng dễ kiếm có, không khó đâu. Bởi vì cách đầu tiên chúng mình là giết về với bà vợ trẻ là bà còn săn bà vợ trẻ dữ lắm rồi. Săn lắm, bị cái nghề lao động mình mà, nghề xe lôi đạp mà, chứ phải nghề xe gắn máy đâu.
phải nghe xe gắn máy là cái tôi chưa biết sao à, vì vậy cái thay đổi chương trình con người sống đó, mình mới hiểu là con người lao động của mình. Mới như vậy là người ta, tôi nói thẳng luôn á, tôi nói thẳng người ta luôn, người ta nói thiệt chơi, cái mấy thằng bạn tôi ở ngang cửa này nói thiệt luôn. Thấy ổng mạnh không, thấy sức khỏe ổng sao? Món vợ tôi còn xạo đó, có công nhận anh vậy là hay lắm. Bữa theo mà có khi nào bữa nào mình ăn, có khi nào mình bỏ bữa không chứ mình? Dễ vậy, ăn một chén mà được vậy là mạnh lắm đâu rồi, mà công nhận ăn hoài cũng hay á. Có thở ngộn ngã không? Không, bị sức khỏe thì còn hoài. Có khi nào gái thấy ổng thở không? Khỏe ổng mệt không? Không luôn hả? Ờ. Dễ chèn. Trời ơi, tôi cái nào tôi nói có là nói theo, à. Chú Bình. Chúng mình có vợ trẻ đó thì là mình phải ăn cơm mỗi ngày, nếu mình không ăn đó, thì bà vợ trẻ có khi nào bỏ mình đi không? Không, đã mình mỗi ngày mỗi ăn một chén được vậy là con vợ mình nó quá mừng, sao mà nó bỏ đi được, vậy là nó thấy mình hạnh phúc với nó rồi. Còn mình không ăn bỏ mình không? Mình không ăn đó, thì con vợ của mình nó còn đón mình được, nó nói gì chắc anh mệt lắm rồi, chứ phải anh còn mua mấy mỗi bữa rồi, bây giờ mỗi bữa là anh ăn hết trơn, như vậy là anh quá trời khỏe rồi. Chú Bình chơi đã chia sẻ mà vì sao mà mình có một cái bí quyết mà có vợ trẻ mà chứ lại mình ăn cơm. Năm nay mình 63 tuổi hả? 63 rồi. 63, 64. Mà anh nói về cái sức khỏe mà như đó ngoài đời người ta nói thẳng tôi luôn nè. Tao nói sao không ăn ông vậy mà tôi còn trẻ hơn ông. Sức khỏe tôi ông nói ra mà tôi chưa tin. Rồi tôi hỏi lại những mấy người mà tôi mua đồ đó. Rồi người ta nói tôi, ảnh nói là ảnh có. Vì là những người tôi nghe người ta đó là anh nói thật tình tôi tin thiệt, mà để tôi hỏi người ta kế anh đó, người ta nói tin thiệt có thiệt luôn, vì là quá trời khỏe rồi, khỏe hơn tôi. Tôi vì còn trẻ anh mà tôi còn chưa được khỏe, chính là có người ở nhà đó mà chưa được khỏe đó, rồi sao, chưa được khỏe bằng anh, còn tôi là kiếm. Chú Bình, sức khỏe của chú Bình là dữ lắm hả? Dữ lắm không? Cơ thể chú Bình kể cho con nghe như thế nào? Cơ thể tôi đó là tôi đoán là cũng như là màng con người tôi lao động và làm những sức khỏe tôi nó còn bình lẫn luôn. Hôm nay là chú 63 mấy? 63 luôn, mà tôi tình thiệt luôn, tôi nó còn 63 mà khỏe nhiều tôi quá mừng. Mà mỗi ngày mỗi có luôn, sức khỏe còn đầy đủ, ăn chén đều đều hoài. Tôi nói màng mệt cỡ nào cỡ lao động tôi mà về cũng có một cái. Ăn cơm. Ăn cơm không được, ngày đó tôi không được, mà con vợ tôi mới anh đừng dám ăn đi. Thì anh chấp nhận anh phải dám ăn rồi, sức khỏe anh dám ăn, anh biết con còn sức khỏe không, đang ở với em. Nó, như vậy người ta mới hiểu được. Rồi ngoài đời ta mới đón ông này, công nhận ông mạnh ghê. Ta anh mời người ta nói chui gì, chui không thiệt. Chui không phải rồi. Chúng mình là dân lao động mà. Dân lao động. Cho ta nói từng tuổi này là ông nghĩ là ông giữ hưu rồi đó. Tôi nói thôi, cái đời số tôi đã vậy rồi, bây tôi trễ phải gặp vậy thôi. Nhưng mà tôi ăn hoài không ngán không? Không ngán không? Quen, không công nhận hay vậy. Bởi vì mình nghĩ chung thủy rồi, mình đâu có ngán nữa. Thì mỗi ngày cài lụm chén, chén lụm hoài thì đều đi, coi sức khỏe mình cho mạnh hoài đó. Không có mình. Hả? Không có mướn không? Không, không nhận không. Không có mướn hay đâu. Mà công nhận đầy đủ không? Hay đi. Theo tôi suy nghĩ tôi nói cái này là cái phước đức của mình sao thôi, chứ đúng ra là tôi không có được phước á. Theo chú Minh hồi đó là có vợ trẻ đó, là chú Minh là bên vợ chú Minh là mừng may gặp chú Minh là cái đó tùy lương tâm con vợ của mình, chứ tôi nghĩ là con vợ mình để mình thiệt, tôi không lo chuyện đó, cái số của mình là lo chi, tùy theo quán kiếp. Thì theo kiếp, nó muốn bỏ mình thì bỏ, kiếp nào kiếp. Cho mình nói ra mất công thì vợ chồng mình hối hận lắm, cãi. Vậy đi, chứ chốt hẳn. Chứ mình thấy ngoài đường ta có rồi. Nó gây cắn hoài là nó đổ bể nữa. Thà tôi nghĩ vợ tôi nó có kiếp nào được, kiếp nấy còn được. Thôi ở mình chung kiếp luôn.